Súng đâu? Một vào, ôi, shotgun một đầu không chết là như nào? Đâu rồi, nó bè thằng chưa à? Cho nó bè thằng nó cho. Cho nó bè thằng luôn, đừng leo đâu. Cho nó đông lắm. Đùa mới shotgun được các bạn. Nhưng có công ty không à, không bắn được, không bắn được. Lên xe đi, lên xe đi, tao có mũi xe à, ấy Uzi tao bắn nó sao được. Đây là nó chạy ra đây này. Ok, kìa, không bắn à? Từ từ, bắn em mà bắn. Nó chạy như thế mà không bắn. Kìa kìa, đang dây trao chạy với gắt ca kìa. Mẹ đang nóc mày không? Nóc mày. Ê. Không không, còn trong nhà ở ngoài đây con thằng nữa. Từ từ. Đừng bắn nóc đâu ấy. Lốc một tí xa cơ, lốc về đét. Từ từ. À, tao bắn về đâu đâu đâu, bắn ở cái xe tải đúng không? Không, mà cho có cục đé chưa không? Đã là. Đé nè. Watch out. Ờ, thằng nào lốc rồi, mày vừa lốc thằng kia chết rồi đấy à? Ờ. Từ, con về đét, từ 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 nhá. Để tao chạy tiếp. Từ từ để đúng ở đây bắn vào là ở đây bắn được không là. Hòn đá có thấy đâu, không thấy, hòn đá không thấy. Chết này, ôi ôi. Đợi đây. Rồi đâm vào này, kịp. Công luôn trường. Ừ, đâu công vào đấy, nó trong nhà đấy, ngồi yên trong nhà đấy. Ờ, còn một quá. Kìa đó, đồ cậy ra bốn đàn dí mình luôn. Nó chạy xe cái chiếc này nó miệng cho bán đồ rồi. Vẫn còn. Tôi gạt thôi, vẫn còn. Kìa. Đây, ông mày gạt luôn không? Gạt bỏ không? Gạt sao được, nó ngồi trong nhà á. Nó đắp nét. Ôi! Không quay cọc là nó chết rồi. Ủa. Cái cọc